Hòa thượng thường công bằng, Ngài luôn đến từ hai phương diện, trí huệ và từ bi. Lòng từ bi sẽ đáp ứng cho nhu cầu cần thiết và trí huệ sẽ là liều thuốc được ban cho trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng Ngài luôn giữ được cân bằng những phương diện ấy. Giả sử như nếu Ngài đến và hỏi quý vị việc gì đó, nói chuyện với quý vị hay mời quý vị nói chuyện với Ngài, thì chắc chắn quý vị đang trong hoàn cảnh cần Ngài trợ giúp. Cũng có thể là quý vị đang đến bờ mé, sắp có sự đột phá, nhưng quý vị chưa thấu rõ, hoặc quý vị đang có những nghi ngờ quá mức, hoặc quý vị đang bị phiền não bởi điều gì đó. Lúc đó, Ngài sẽ tùy bệnh mà cho thuốc, giúp quý vị vừa đủ, không nhiều, không ít. Tôi sẽ cho một ví dụ. Chúng tôi đã đi đến, đó là chuyến đi đến Mã Lai vào năm 1975. Và chúng tôi đến thủ đô, và lúc đó là buổi tối đầu tiên. Người ta tụ họp rất đông ở chùa, có rất nhiều người ở đó. Tôi bị choáng ngợp, vì đây là lần đầu tiên tôi thật sự chứng kiến Phật Pháp. Ở Á Châu, tôi đã thất vọng bởi các tập tục sùng bái nhân gian, nguyên thủy và mê tín. Tôi bước vào bên trong và người ta đang đốt đồ vàng mã như nhà cửa, xe hơi Mercedes và máy bay để cúng cho những người chết ở âm phủ. Và rồi người ta lấy. Tôi tưởng là tiền thật, nhưng đó chỉ là tiền vàng mã. Và tôi nghĩ là đốt tiền thật thì như vậy là khá thành tâm. Nhưng đó là tiền vàng mã, người ta nên đốt tiền vàng mã để mua chuộc các ma quỷ và thần linh ở âm phủ, để họ hàng quyến thuộc của mình có thể siêu thoát. Và rồi, có những chai rượu thật nữa, và những con vịt chết cúng tế trên bàn thờ Quán Thế Âm. Ý tôi muốn nói ra, những thứ này giống như thời nguyên thủy, và quý vị không thể thở được vì khói nhang dày đặc. Người ta đi lên cúng với những bó nhang chừng 50 đến 100 cây, cứ thắp lên và cắm vào. Có hai người đứng phụ giúp phải nhanh chóng lấy nhang ra vì nhang đang bắt lửa nhanh. Người ta phải có bình chữa cháy bên cạnh để đề phòng, và nó giống như cái thế giới điên cuồng mà tôi hoàn toàn tránh xa. Và rồi hòa thượng bắt đầu giảng. Nghe nói đốt tiền giấy vàng mã cho các ma quỷ, thần linh, Ngài hỏi, ma quỷ và các thần linh là hữu tình hay vô tình? À, chúng là vô hình. Vì thế nếu chúng vô hình thì chúng ta cần gì cho chúng những đồ như thế này? Ma quỷ và thần linh không có chỗ nào để ví tiền, vì họ không có xác thân. Vì thế Ngài nói đây là điều hoàn toàn mê tín. Ngài nói quý vị biết đó, việc dân cúng hương cho chư Phật và Bồ Tát, quý vị nghĩ thế nào họ có giống như quý vị không? Nếu quý vị nhận được một thứ gì tốt, thì quý vị muốn nhận thêm 10 cái nữa, phải không? Do đó, nếu quý vị nghĩ một cây nhang là tốt, thì Phật Bồ Tát muốn có 110 cây nhang nữa. Thế nghĩa là họ có tâm tham như vậy. Thực ra quý vị đang phỉ báng họ khi làm như vậy. Ngài nói một cây nhang như vậy là tượng trưng để thanh tịnh tâm của quý vị không còn gì khác hơn nữa. Và mỗi lần Ngài nói đến một trong những điều này thì có chừng khoảng 100 người đứng lên và đi ra ngoài. Và rồi Ngài nói tiếp, à, còn những con vịt chết dâng lên cho Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Theo như tôi biết thì đây là vị Bồ Tát Đại Từ Bi. Đại Bi có nghĩa là rất từ bi, có nghĩa là từ bi đến tất cả chúng sanh muôn loài, kể cả các con vịt. Thế thì tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại thích được dâng cúng những con vịt chết kia? Thế rồi một nhóm người khác lại đứng lên và đi ra ngoài. Đến khi Ngài nêu ra hết tất cả những tục lệ mê tín này thì chỉ còn gần 150 người. Những người còn ngồi lại tất cả đều dưới 30 tuổi. Mọi người khác đã ra về và họ thì rất háo hức muốn nghe. Người Trung Hoa đốt tiền vàng mã cho người đã mất. Họ nói rằng những tiền vàng như thế có thể dùng ở địa ngục, vì họ cho rằng vua Diêm La rất tham tiền. Vì thế với một chút tiền họ có thể hối lộ. Một khi tiền đã đến Diêm Vương thì quý vị có tội gì cũng sẽ không còn nữa. Điều này thật là quá mê tín. Với loại thối tục này, thật không ngạc nhiên khi các tôn giáo khác cho rằng Phật giáo là mê tín,
Lúc ban đầu, trong đạo Phật không có chuyện đốt tiền vàng mã hoặc những thói tục như thế. Nếu như người chết rồi có thể dùng tiền vàng mã được đốt thì người ở phương Tây không ai đốt tiền vàng mã cả. Thế thì những người chết ở phương Tây đều trở thành những con ma nghèo cùng. Nếu quý vị đốt thêm nhiều tiền vàng mã thì thật ra là quý vị sẽ có nhiều tro bụi hơn, nhiều tro bụi thêm. Thật ra là làm cho thế giới dơ bẩn thêm. Quý vị là người tin Phật, tại sao quý vị không nghĩ mình là tương lai có thể lên cõi trời hoặc là đi đến thế giới cực lạc? Tại sao quý vị lại muốn mua chuộc quỷ thần, hối lộ quỷ thần? Sáng hôm sau, lúc tôi đang rửa mặt trong chậu tại chùa, Hòa Thượng Tuyên Hóa tiến đến, Ngài cũng đứng rửa mặt bên cạnh tôi. Và Ngài hỏi, à, con nghĩ gì về bài giảng tối hôm qua? Và tôi trả lời, con thật sự rất có ấn tượng, con thích bài giảng đó, con rất thích bài giảng đó. Ngài hỏi, ta đã nói điều gì mà con thích? Dạ, sư phụ con xuất thân từ một tôn giáo khác, mà đây chính là bản chất cốt tủy của vấn đề, và con luôn nghĩ đó là sự mê tín. Tuy nhiên, khi con đến với Phật giáo, thì con nghĩ không có những vấn đề như vậy. Và bây giờ, con thật sự choáng váng khi khám phá ra là có quá nhiều điều như thế. Nhưng rồi, con thật vui khi Ngài nói ra những gì Ngài đã nói. Ngài lắc đầu và nói, cho dù ta không muốn nói điều đó, nhưng ta phải nói ra, không thể không nói. Và Ngài nói, cho dù mọi người có bảo vệ không còn ai ở đó nữa, ta vẫn nói điều đó. Quý vị, đối với điểm này, chúng ta, những người tin Phật, cần nên có trí huệ. Đừng nên truyền bá những điều sai trái, đừng nên tin vào những điều không có căn cứ đó và những loại lý luận như thế. Tôi là người giảng nói chân lý trên thế giới này. Đó là nguyên nhân mọi người nơi tôi đi đến đều rất ghét tôi. Và tôi nói, ồ, nhưng nó lại là lý do con theo Ngài. Ngài còn lấy khăn lau mặt của Ngài quất mạnh vào đầu tôi. Nghe báo đồ ngốc, nghe nói đừng có theo ta, hãy theo trí huệ, rồi Ngài bỏ đi. Nước ở đây lạnh quý vị biết không, mà còn bị thêm một gáo nước lạnh tạt vào mặt nữa. Nhưng tôi nghĩ đối với một người thầy bình thường hay là vị giáo sư đại học thì sẽ thấy được tầng bốc. Bởi một trong những người học trò nói là, con thật sự thích những gì thầy giảng tối qua, con thật sự đang đi theo thầy. Ngài thì hoàn toàn đảo ngược lại điều đó và đưa tôi trở lại con đường Ngài đang đi theo. Thay vì đi theo Ngài, theo tôi, điều cốt yếu mà Ngài muốn nói là hãy theo con đường tôi đang đi theo, đừng có theo tôi. Cho nên điều này củng cố tư tưởng là Ngài không thích về việc có mối quan hệ kiểu đó với chúng ta. Và mỗi khi chúng ta cố gắng thiết lập mối quan hệ đó thì đều bị từ chối. Mặt khác, Ngài thật sự đang cố gắng giúp chúng ta tự đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ đó là cốt tủy của việc giáo huấn. Và nếu quý vị suy nghĩ về việc này thì đó chính xác là những gì Đức Phật đã làm, là muốn nói lên quý vị có mọi thứ mình cần đầy đủ và trọn vẹn để lặp lại kinh nghiệm này. Hãy tiến bước và thực hiện nó. Ta chỉ có mặt ở đây là để giúp quý vị thấy rõ con đường mà chư Phật chỉ là chỉ đường mà thôi.